vô. Ok, thì trước mặt mọi người đó chính là Yunli. Đó, thì một bạn viewer đã gửi ạc cho mình, nhờ cho mình roll thánh di vật, build thánh, xả nhựa để cày thánh di vật cho Yunli ha. Thì chúng ta có trước là chỉ số này, 81-139 ha. Ở đây là 81-139. Và có thánh di vật nó cũng hơi cái này với lại cái nón với lại cái áo có thể nâng cấp được này. Cái này tôi trước khi video tôi đang nâng đại đồ á, các viewer có thể làm chứng cho tôi ha. Tự nhiên đang trước video tôi nâng đại đồ á, tự nhiên nó được cái này luôn, tôi cũng không biết tại sao nhưng mà rất là tốt ha. Nói chung là rất là tốt cho Yunli ha, cho nên là giờ hiện tại chúng ta đang sử dụng cái này đó. Và cái giày cũng khá là tốt, cái giày cũng được và cái cầu được nè, với lại dây được luôn. Cho nên là 2000 nhựa lần này thì chúng ta sẽ chủ yếu farm cho cái bí cảnh này ha, bí cảnh này để mà kiếm cái đồ cho Yunli mạnh nhất ha. Ok, cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Sai set rồi, lần đầu tiên sai set. Ê, cái này là vòng 3 vòng hoàn hảo cho đón luôn này. Rồi tại sao cái này lại double crit ấy? Why? Cái này không cần. Ừ. Ê, cái này thật ra giữ cho Robin được ha. Ấy sao ra toàn đồ của Robin không à? Cày đấy nhỉ. Ấy cái này giữ được này, ok đồ đầu giữ được. Phải liều. Phải liều, tôi đang có đồ rồi mà. Cái này tôi có rồi nha, nhưng mà thôi kệ, nó có cũng được. Lỡ tại vì nó có thêm dòng tấn công cũng mạnh hơn cái cũ ha. Thôi kệ cũng được. Ok cái này giữ được này. Why? Chịu. Rồi. Bây giờ chúng ta có một vài thứ cho chị này. Có một cái tỷ lệ bạo với tốc độ rồi. Theo phòng ngự. bỏ qua. Rồi, thêm cái nữa. Là HP. bỏ luôn. Rồi vậy coi như là 2000 nhựa chúng ta vừa bỏ ra không có một cái nón nào luôn á. Rất hay. Ok, rồi tay thì chúng ta có một cái nhưng mà nón thì chúng ta có một cái tỷ lệ bạo. Là tấn công kích phá là bỏ đây. tấn công kích phá luôn đó chứ. Rồi giày thì chúng ta cũng có một hai cái, thì mình nhớ có hai cái. Chính xác hiệu ứng là bỏ này. Trời ơi, hôm nay chúng ta là toàn tay à, ngày toàn tay sao? Cái đó một crit duy nhất của chúng ta kiếm được từ cái ạc này là toàn tay không ấy. Có một cái này, có cái này mày thử cũng được. Cũng phòng ngự. Why baby why not me? Rồi tay rất nhiều. Ok. Có thêm cái tay nữa không? Vãi liệu. Hả? Vãi cứ cái tay này tôi kiếm đầu video rồi đó, tôi trước khi vô video tôi tưởng mạnh lắm rồi. Cái này nó mạnh, nó đạp cái này vô thùng rác. What? Hả? Vãi liệu. Thì ra hôm nay toàn tay.
Thôi bây giờ chúng ta cháp một vài cái trước đi. Tôi nghĩ trước khi xả nhựa thêm thì chúng ta tráp coi được cái nón nào không. Cho 5, cho 20 cái nón luôn này. 20 cái nón hơi nhiều, hơi 10 cái. Cho 10 cái nón này, hy vọng có một cái double crit thôi. Một cái không có này, hai cái không có này, ba cái không có gì này, một cái này giữ được không này, cái này giữ được luôn này. À, hơi tuyệt vọng nha, do chúng ta chưa có cái này double crit á, cái này giữ được luôn này. À, cái này giữ được luôn. Ok rồi, thêm lần nữa đi, thêm lần nữa. À, thì cái chứ không. Nón lần này hơi xui nha mọi người, không có cái nón nào double crit nãy giờ. Ở cái này đồ được đang đẹp này, cũng đẹp. Ở đây đồ đầu tiên này, ok nhá. Cái này hơi tệ quá, bỏ qua đi. Đây rồi, cuối cùng cũng có cái nón rồi. Đây rồi. Nhưng hơi xú thiệt. Nâng mấy cái ba dòng trước đi. Tấn công flash thì bỏ này. Tốc độ chứ. Chính xác hiệu ứng này. Thì là Yuli có áp hiệu ứng vô để cần chính xác hiệu ứng nha mọi người. Mọi người nhớ lên nhiều chính xác hiệu ứng như Yuli á. À, Yuli cũng chơi break được luôn nha mọi người, nhớ lên tấn công kích phá cho Yuli nhé. Nhớ. Này sao? Chả lẽ lên 4 không được một cái double crit nào trời? Lên 3 chẳng lẽ không được một cái double crit nào luôn. Tại sao nhiều tấn công kích phá vậy? Tôi farm cho Yuli chứ tôi có phải farm cho đóm đâu. Sao tấn công kích phá không vậy? Phòng ngự. Mới chơi tấn công kích phá xong nó cho ngự hay á. À, 10 điểm luôn. Ồ đây rồi, cuối cùng cũng có một cái rồi. Giữ. Cuối cùng cũng có một cái rồi, lạy Chúa trên cao con thiên đạo Phật. Ok đó, rồi. Rồi mà cái này cũng là cái duy nhất luôn. Nâng lên luôn nè. lên luôn. 1 2 3 vô. Ồ ê, được nha, đang được. Nice. Ê yes sir, cộng một nón cho Yuli này. 10 điểm nha. Xịn luôn, xịn sò con bò liền, là đúng một lần. Rất tốt, hợp lý. À, Yuli cực kỳ nhiều tỷ lệ này, như đây tỷ lệ hợp lý rồi đấy. Rồi mà chúng ta còn một cái mặt nạ này nữa. Rồi mọi người, để bạn viewer có một món ngon này thì chúng ta mọi người cho tôi xin một like và subscribe nhá, và ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video này. Vô này, 3 2 1 great. Not bad. Hết rồi. Thanos à? Ờ? À nhưng mà Thanos thì nó cũng không tệ ha. Đúng không mọi người, Thanos thì nó không tệ ha. Nó vẫn ngang với lại cái. Nó vẫn ngang với cái này. Ừ, nó vẫn ngang. Ok, cái này để cân độ khá là tốt này. Ok ha. Cũng được, không đến nỗi tệ. Ok, tạm ổn. Không tệ lắm. Rồi, với cái số cái số còn lại thì chúng ta làm cái thân này. Nãy giờ chúng ta cũng đang cực khá thân. chưa có thân. Rồi, thân. 10 cái rồi, có cái double crit nào không? Chúng ta đang cần một cái tỷ lệ dòng chính à. Và cái này. À, tấn công với lại tốc độ cũng được nhưng mà đang nhìn có vẻ không khả thi cho lắm thì phải. Nó cho hơi ngược. Hơi ngược. Cái này giữ luôn này nhưng mà không nâng. Hơi ngược rồi. Ngược rồi. Ừ cái này giữ. À, ngược rồi, ngược đồi má ơi.
Ok, có một cái tỷ lệ này chúng ta thử luôn á. Hơi copium nhưng mà cái này thì bỏ này, tăng cường trị liệu luôn ý chứ. Ok, chúng ta có hai cái rồi. Cái này cái đầu tiên nè, HB rồi. Cái này thì sao, cho cái tỷ lệ bạo đi, cho cái sát thương bạo đi là hợp lý. Không, nó phòng ngự á, nó phòng ngự á. Giờ cái này nó phải vô thêm hai lần, ba lần tấn công nữa mới mới đánh được. Một lần tấn công này, hai lần nữa không, HP rồi. Thêm lần nữa lên 12 không được thì chịu á. Ok. À, biết biết là HP cũng cần như Yuli á, bởi vì Yuli cũng tăng khá là nhiều á, nhưng mà không cần tới mức thôi. Rồi, giờ thử thử cái này đi. Phải, cái con Yuli này không sợ khống chế nha mọi người. Yuli này không sợ sợ khống chế đâu. Đừng đừng đừng, đừng lo, Yuli này chắc chắn không sợ khống chế đâu. Chịu. Mấy còn lại nâng từ từ đi, cái này nâng từ từ đi. Cái dấu một lần tí lệ bạo cũng được. Lần nữa không? Ok, lần nữa này. Thêm lần nữa thì hợp lý à. Thêm lần nữa thì hợp lý. Thêm lần nữa thì hợp lý ha. Lần nữa đi. Tỷ lệ. Có lẽ bỏ lẽ. Nó lô rôn đấy nhưng mà ok nhá, hợp lý. hợp lý, nhưng mà cái này không 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 cho không cho Yuli nhé, tại vì chúng ta đang cần, thật nói thật thì chúng ta đang cần tỷ lệ bạo nhiều hơn, tại vì Yuli nó cần trúng trúng ray cực kỳ nha mọi người. Nếu mọi người không biết thì Yuli nó cần trúng ray cực kỳ, cho nên là mình nghĩ cái này không không hợp lý cho Yuli lắm, mà vẫn vẫn phải giữ cái tỷ lệ bạo này tạm thời ha. Nhưng mà nhìn chung thì hai cái đồ quan trọng nhất là cái này với cái này, kiếm được đồ nâng cấp cực kỳ mạnh là nó khá là tốt rồi ha mọi người, hợp lý. Rồi 12 bình nhựa còn lại chúng ta đi farm cho farm farm vị diện đi, vị diện. Ấy nó lật một vòng người cây đấy rồi à, hai vòng đẹp rồi đó, lật vòng người cây vãi, buồn 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 buồn. Ok, cái này giữ được này, đồ đầu tiên giữ được này. Ê, nãy giờ sát thương vật lý hơi bị nhiều luôn nha mà. Không đúng set, không đúng vòng. Hiệu suất khỏi năng lượng. Thằng sát thương số ảo. Ulti liên tục à. Ồ. Ê, ấy chà chà, khoan đã, gì đây? Tôi pre-farm cho Aventurin DPS nha mọi người, không 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 thấy gì cả, mọi người không thấy gì cả, không ai thấy gì hết. Ok, lần cuối cùng của chúng ta rồi này. Ok, lần cuối cùng của chúng ta à, cũng được vài cái. Ok, tuy là không có cái nó no, không có cái nào cho cái này này, nhưng mà thôi chúng ta cũng có vài cái, một cái này có một cái ba dòng nâng lên thử. Ok, và nó như 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 tôi dự đoán, ra phòng ngự rồi. Ok thì nó sẽ không vô đâu, tin tôi nó không vô ngữ đâu, tin tôi. Ok, đấy, chính xác hiểu hai lần là hợp lý rồi đó, đó thấy không, nó không vô hết đâu, tôi hợp lý. Rồi vậy cái này vô là sao này. Ok, để coi. Mọi người cho tôi một like, một subscribe nha, ủng hộ WeWoo Game ở dưới phần mô tả video nha. Rồi, đồ vô. U.
Ôi, ngon nha, ngon nha. Hợp lý luôn. Cái này vô nhiêu lần? Này vô có 2 lần thôi. Cái này vô tới tận 3 lần này. Hợp lý nè. Ngon, 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 ngon. Được, 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 cộng 1 đô, cộng 1 đô. 91 rồi, 91 hợp lý. Còn tại vì cái vấn đề nè mọi người, cái set này nè, nó cần stack lên nhiều cái á, mà kiểu như là nó tăng cho mọi người sát thương bạo kích rồi á, mà mọi người không crit được á, thì nó coi như cái sát thương bạo kích nó cũng dục thôi, cho nên là càng crit nhiều càng tốt, cho nên là cái này nó nên có nhiều sát thương bạo hơn. Và cái này nó có tăng thêm 6% tỷ lệ bạo rồi, cho nên là cái này cơ bản là nó là 97 ha, 97 ha. Đó. 97 cũng hợp lý ha. Ngon, 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 ngon. Rồi không, 1 cái không, 2 cái không, 3 cái không. Ái chà chà, ái chà chà. Ái chà chà. Rồi. Trở lên 3 trước để coi nó vô cái gì. HP flat à. Ok, có điểm, hơi có điểm một xíu. Nó vô một lần là được rồi ha. Mình không cần cái này, cái đầu tiên duy nhất hiện tại có sát thương bạo luôn, nó vô một lần là thành công lắm rồi. Vô nè. 3 2 1 Page. Rồi, vô cái gì? Vô cái gì? Vô cái gì? Vô cái gì? What? Ok, vô một lần. Ok, thôi vẫn được, vô một lần là cũng đỡ không tới nổi ha. Nó full mà nó max roll, nó cũng max roll. Ok, nhìn tổng lại thì cũng khá lộn, hợp lý. Rồi, tỷ lệ 91.7, sát thương bạo 149.5 ha. Ok, cuối video cũng được thêm cái nữa, cũng ngon phết đấy. Ok, 5.11. Tổng kết lại thì chúng ta được cái 11.3 tỷ lệ bạo, 5 sát thương bạo này. Cộng với lại một cái tấn công tỷ lệ bạo, sát thương bạo rất là ngon này. Cái này chúng ta vừa mới có. Và cái này không cần thay ha, cái này không thay được nhưng cũng không cần thay luôn ha mọi người. Mà thử lần cuối rồi. Nó vô tỷ lệ bạo hài lắm này. Ok, không có à. Rồi, nhưng mà cái này cũng rất là mạnh rồi, không cần thay ha. Tất tiếc thì chúng ta cũng không thay được một cái cầu sát thương vật lý. Tuy là nó cũng khá là ổn, nhưng mà chúng ta có một cái dây tấn công rất là mạnh ha. Ok. Rồi, con Julie này nó chắc chắn nó mạnh hơn cũ rồi đó. Giờ chỉ cần cải thiện cái này nó còn cộng được thêm được 4 tỷ lệ bạo nữa, cho nên là nó tính ra là con Julie này hiện tại đang là 100 tỷ lệ bạo rồi đó. Khá là hợp lý, rất là hợp lý ha. Ok. Thì video nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên là ok, cảm ơn mọi người vì đã coi video. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người cho mình một like, một subscribe nha. Và ấn vào nút chuông để ủng hộ cho bọn mình làm thêm những video như thế này. Ủng hộ cho Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.